Quảng Bình, nơi nổi tiếng với các hang động có vẻ đẹp kỳ vĩ, nơi bạn có thể bắt đầu những chuyến viễn trình khám phá những phần chìm của thiên nhiên nếu muốn tìm kiếm những lộng lẫy hoang sơ. Đố chung biết là sau khi người ta thăm Phong Nha Kẻ Bàng xong thì người ta sẽ thấy gì? Thấy mệt. Thấy nóng. Thấy nóng. À mà nhắc đến nóng, chung đã bao giờ được tắm bùn chưa? Chung đã tắm bùn ở Nha Trang một lần. Hương thì chưa bao giờ được tắm bùn cả. Mà lúc này vừa được tắm mát mà lại được dưỡng da thì tắm bùn còn gì bằng nhỉ? Nhưng mà không cần phải đi đâu xa, chúng có thể dẫn Hương đi đến một nơi ngay ở đây thôi, ngay ở Quảng Bình đấy thôi. Ở đây luôn. Chúng ta sẽ đi tắm bùn. Thôi đi đi ngay. Chúng ta đi rồi. Để đến được về hang tối tắm bùn, chúng tôi phải vượt qua sông chảy bằng thuyền kayak. Nói thật cho Hương biết nhá, đấy chưa phải là một cảm giác mạnh đâu, và Trung sẽ cho Hương biết thế nào mới thực sự là một cảm giác mạnh. Anh ơi, cảm giác như thế nào? Bình thường. Bình thường, cảm giác của chị như thế nào? Hay lắm, chính xưởng. Bây giờ mình không đi đến Sài Gòn nữa, mà mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi trên cái nền tự nhiên của hang động. Nên tự nhiên là cái gì ạ? Tức là cái sàn đào của hang động thôi. Có chỗ thì có cát, có chỗ thì có đá, có chỗ thì nó có bùn. Đấy. Hãy cùng chờ đợi xem là như thế nào gọi là trong hang tối, một cảm giác tối thật sự. Nó hình như một con mực ở đây. Vâng. Nhìn rõ cái đuôi của nó như cái đuôi cá này. Vâng. Cái bùn thì như bùn con rùa ấy. Vâng. Và cái đầu như đầu mực. Con cá này 3 năm 6 3 triệu năm trước. Tức là vào cái thời kỳ đấy thì cả cái vùng này nó đang nằm ở dưới đáy đại dương cơ. Thế mọi người có biết vì sao người ta gọi đây là hang tối không? À vì nó tối ạ. Sáng nhiều cái đá vôi màu đen hai bên tường này. Nó tập trung rất nhiều hang tối, có những cái hang khác thường là rất ít. Cái mùa mưa ở đấy ấy, mình đúng ấy, thì lũ lụt xảy ra. Và khi lũ lụt xảy ra thì nó ngập cả đấy. Thế nào mà nắm tay được tay của bạn Trung nữa rồi, vì cứ nắm vào là bùn sẽ khiến cho tay bị trơn tuột. Nhớ mà úp mặt xuống thì để thoải mái quá. Đây, một món quà từ hang tối. Wow. Mọi người, chúng tôi như là hai quả sô-cô-la không nào.